Cụ Hoàng Thị Diệu năm nay bước vào tuổi xưa nay hiếm, 90 tuổi, nhớ gần một thế kỷ sống trên đất Hà Thành qua bao đổi thay của lịch sử. Vào ngày Tết, cụ vẫn như tất cả mọi người làm mâm cơm cúng gia tiên và chúc Tết. Mùng 1 Tết Nhâm Ngọ năm nay, các con cháu chắt lại tập trung về đây, vừa để chúc Tết, vừa chúc thượng thọ cho cụ. Các anh, các con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu trai, cháu gái và cháu chắt đến để mừng các cụ năm mới mạnh khỏe sống lâu. Đối với hai cụ, niềm vui nhất khi con cháu tới chúc Tết chính là được thấy cả bốn thế hệ đoàn tụ và ai cũng khỏe mạnh. Năm nào cũng như này là đông cửa các con các cháu lại thăm hỏi mà bà cụ các con các cháu tất cả vui vẻ khỏe mạnh cả. Nhớ đấy đây là mùng một Tết là phải đến theo đông rồi cho các cụ thu sướng để phong tục của bà. Phong tục của gia đình cứ bao giờ thế. Truyền thống của gia đình, truyền thống của gia đình. Cái nét đẹp của dân tộc chúng ta luôn luôn phải được phát huy và giữ luôn luôn phát huy và giữ được cái bản năng của dân tộc ta, là những ngày đại lễ như thế là ngày Tết Nguyên Đán của truyền dân tộc ta là các con cháu là phải đến chúc Tết theo cái phong tục cổ truyền của dân tộc ta, đó là không thể ai mà quên được, tất cả mọi người dân Việt Nam đều thế. Theo cụ Diệu được biết, Tết Nguyên Đán có ý nghĩa là cái Tết của đoàn tụ gia đình họ hàng vào dịp xuân mới. Tết Nguyên Đán cũng là dịp để mọi người tới thăm hỏi bạn bè, đồng nghiệp, những người hàng xóm.